Rồi xin mến chào anh chị, rất vui được gặp lại anh chị trong cái clip của mình tiếp theo hôm nay. Thì trong cái clip này mình xin chia sẻ đó là tiếp tục kêu bán bò nha. Thì trong đây là có hai con bò bông rất đẹp ba bơ, mẫu làm giống, bò cũng lớn rồi. Và có một con thì trong cái độ tuổi đang hấp đó, thì mình sẽ quay rõ ràng chi tiết. Hiện tại thì mình đang trên đường để đi ghi hình này. Đó. Thì hai hộ này là khác nhau nha, hai hộ này khác nhau. Thì mỗi hộ mình đỡ số điện thoại khác nhau. Đây bò đây anh chị, thì cũng xin chia sẻ với bà con. Thì có như bà con bảo là nên quay những con bò mà chạy bán ra đến hộ gia đình họ nuôi á, thử tốc độ phát triển như thế nào. Thì sẵn trong cái clip này thì mình cũng quay đỡ quý bà con tham khảo. Thì những con bò này là chạy bán ra đến hộ gia đình, thì họ nuôi cũng đến thời kỳ họ bán. Thì trong cái clip này thì có những con bò này là đều mua ở trại Lao Hai hết, bò rất là đẹp bông. Thì có khách ở Quang Ngãi thì anh cần bò giống, cho nên là anh hỏi chủ trại, thì chủ trại cũng dẫn anh đi xem. Sẵn cái clip này mình cũng quay luôn đó, quay đỡ quý bà con tham khảo. Thì anh thiện vào anh mua bò giống. Nếu như anh xem được đúng cái mẫu bò mà cái tiêu chuẩn anh thích á, thì mình cũng chia sẻ luôn. Mà thông qua cái clip này thì mua không được thì mình đỡ số của điện thoại á. Quý bà con cần thấy cái mẫu này mà mình thích á, bò nọc á, thì liên hệ với số điện thoại đó mình đỡ trên màn hình. Thì trong cái clip này mình trước tiên là mình chia sẻ về cái hộ này trước. Hộ này cần bán hai con. Còn đây thì mẫu bò giống. Hộ bán hai con bò này là ở Thành Đức, ngay gần ngay chợ Đồng Thành đó, một tí đi lên một tí nữa. Rồi giờ mình quay rõ ràng để quý anh chị tham khảo. Quay cho cổ dài ốc đồng dài của nó. Quay sau lưng bước vào chuồng, quay sau lưng anh sang mong rồi chứ còn lấy làm gì. Em vừa rồi có con bò mà bán 85 tiền thì có lông giống y con này, nó cao dài to trời vực mà nhảy một đôi răng không nhảy nổi nữa, nó ăn gì quá rồi mẹ. 85 mà về thằng kia thấy còn ăn tốt quá, nó cho ăn nó bám ngoài à, cổ lưng chị vô nó nhét. Cọc cọc lại chứ không? Chưa đâu, cũng vô. Hả? Dài cực kỳ. Đó, mình vào mình quay độ dài của nó. Đó, rất là dài nha. Con đây thì độ dài thì khó nói. Đó, thì mình muốn ra sau quay cái tạ nó nhưng mà khó đúng quá, chật quá, không có thể ra sau quay cái tà được. Nhưng mà quý anh chị nhìn cái chiều lưng của nó, chiều ngang rất là nở nha. Con đây lưng rất là bằng, chân dậu. Đó, mình quay bò giống là mình phải quay dậu rất là rõ để quý anh chị tham khảo chân. Con đây thì cái tầm nhìn của mình á, để mình nhìn cho nó chuẩn chút á. Đó, mình canh đó là trên 1m3, không tới 1m4 nha, dưới 1m4, đó, trên 1m3, cổ rồi rất là bự, đó, chân đó, mình quay rõ ràng chân trước, chân sau, tay rất nhỏ nha, đó, thì cũng cần bán con đây luôn, đó, con đó và con đây, chờ đây, hộ đây bán luôn một cặp đó, con đây thì nhỏ hơn con kia nha, nhỏ hơn, nhưng mà bông đồ không đẹp, con đây thì quý anh chị mua giờ hấp thêm là ok, đang trong cái độ tuổi phát triển. Đấy. Đó, mặt mũi con đây nuôi vừa bổ thêm là tốt này, vàng mã có sẵn rồi. Thì đây nuôi mấy tháng rồi? 18 tháng mười. Đâu? Tôi nuôi mới 11 tháng à, đi thời gian mà nó đi ra nữa là 7 tháng nữa. Nuôi chưa được năm mà. Chưa, mới 1 tháng à. Chào bác, bà nhớ mà. Ông bán này nè, cái đẹp nhớ đó. Thì con này là 18 tháng, từ khi sinh ra cho nuôi đến bây giờ là 18 tháng đó. Thì con này thì bò nuôi còn lên nữa nha, lên rất nhiều nha. Đó, thì hồ này kêu bán là con đây luôn, bán một cặp đó. Thì mình quay con đây là chủ yếu là đẹp, anh em nào có mẫu mà thích mẫu bò giống thì liên hệ con đây, tham khảo con đây.
À, tí nữa mình quay cái lưng rõ lại một tí nữa, tại đứng hoài mới quay được cái lưng. Sau dậu, quan trọng là nhất là cái dậu với cái dàn chân của nó nha. Đó, mình quay rõ hai cái bộ phận đó để quý bà con tham khảo. Đó thì hồ này kêu bán một cặp đó, con bông đẹp đó, như là con đây thì nhỏ hơn con kia nha, đó nhỏ thén hơn nữa. Đó con đây thì mua gỗ là ok. Rồi mình sẽ quay cái lưng của nó cho quý bà con xem rõ tí, rồi mình đỡ giá mà chủ bò đỡ luôn, chủ bò muốn đỡ giá luôn. Đó giá thì có thương lượng nha, đến xem trực tiếp lên xuống như thế nào, lưng rất bằng. Thì cặp này là 93 triệu nha, đó hai con này là 93 triệu. Mà mày bao bọc rất là chúng ta lát mua không? Lát nó rình dây cỡ đây là năm tôi lát mình vẫn như còn mình lát một bộ bán đang lát cái cổ đó này cổ nó cái đó đẹp cũng bằng đây. Con này được cái lưng lưng dài lưng vai các ức cung cũng không rộng. Con bò quay kỹ đó số tay vô rồi. Thì nó rồi biết mua cái gì là bà giờ thường ăn ở này mà do mua lỡ nhiều quá nhiều nó đòi rồi. Rồi tiếp con thứ hai thì hộ này là hộ ở Phước Nhuận nha, ở xã Phước Nhuận xã Sông Quan Ba đó, huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên. Thì một hộ thì ở Thành Đức, một hộ thì ở Phước Nhuận. Con này thì hiện tại đang nhảy giống đó, nhưng mà anh thì lớn tuổi rồi cho nên là cũng không có dắt nữa đó, thì cho nên là bán con bò này. Chắc ngoài rồi đó, chắc ngoài đây, chắc ngoài là sáng của coi rồi xuống chắc đấy, chắc rồi câu ăn chưa rất rằng là cũng không bắt mà con bò nó cũng không không lo anh đi tiếp cho khác. Quay là đang là sao rồi. Ngoài đó tôi nhảy rất nụ rang, tôi đã bán thịt kìa chứ tôi không có giữ nữa, nhai không nổi nữa. Bà đi nhảy màu lắm các bạn. Trời bà nhảy màu lắm ông ơi. Nhảy mấy vậy? Con có bò nè, dắt nó lên xài thêm coi. Con này dạo ngắn nhảy lẹ lắm. Nhảy mấy vậy? Nhảy 3, 4 con rồi. Mà chưa được cả chất được lắm vậy, bò chưa được dắt ra như mà bò gì mà không chưa được. Đúng rồi, nó không không chưa được, nó không có mùi vịt đó. Không được lắm vậy, nhiều người dắt đó không được lắm vậy. Mà bá là như rầm 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 rầm. Quá dài. Đóng thịt này. Con này chiều cao là đúng đủ rồi ạ, chiều cao quá cao mà. Mở từ nó bán 85 triệu, nó cao hơn cái đầu tiên chút này, cao khoảng 1m55. 1m55 cái thùng của cái xe tải thì chiều dài 2m2 mà nó phải đứng xéo góc này qua góc nọ. Thì con này hiện tại thì đang nhảy nha, thì rớt một đầu răng rồi đó. Đó mình quay cái dàn chân của nó. Đó, dậu con này thì ok rồi. Chân. Bông thì bông bông bò nhảy là rất đẹp, con này dài phải nói là dài cực kỳ luôn, dài hơn con nãy luôn. Dài mà to bò hơn con nãy luôn nha, già thén hơn nữa. Đó, rớt một đầu rồi. Thì bò thường thường là nó cũng phải ba đầu là nó mới to hết cỡ bò. Đó, chiều cao của nó là 1m4 cho lên nha, trên 1m4. 1m4 cứng nha. Đứng to kèm của chú bò luôn. Đó, chiều cao của nó dài cực kỳ. Thì anh chị xem qua cái clip á, thì cũng phải biết thường thường mà mấy con bò mà nó to ấy, là vô màn hình là thấy nó nhỏ. Thực tế con bò này là ở ngoài to lắm nha, to khiếp lắm, dài cũng cực kỳ luôn. Đó thì chủ đưa con bò này ra giá đó là 65 triệu. Thì anh em nào xem qua clip này đó, đúng tông mẫu bò mình nhảy á, mua vừa nhảy liền á, thì con này là quá ok rồi đó.
mình quay chân cắn rồi đấy. Nếu mà đúng tông công tông cái mẫu mình thích thì tham khảo con này, liên hệ với số điện thoại mình đỡ đấy. Thì giá 65 triệu đó là giá keo nha, còn giá đó là giá chủ keo đó, còn thương lượng nữa. Clip này mình chia sẻ đó là keo bán 3 con bò đó, trong đó thì có 2 con bò bông rất đẹp, có mẫu làm giống đó. Anh em nào tham khảo qua 2 con bò này thì mỗi con bò mình đỡ số điện thoại khác nhau và mỗi hộ khác nhau, thì quý bà con liên hệ theo thích con nào thì liên hệ theo số đó, mình đỡ trên cái màn hình đó. Thì con bò này thì rớt một đầu răng đâu. Nếu anh chị nào không biết cái địa chỉ những bò này á thì liên hệ với số của mình sẽ chỉ cho. Số mình là 070 268 9740, đó là số của mình. Hai con này đều ở xã Xuân Quang Ba, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Rồi mình xin dừng clip tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành ít thời gian vào xem clip của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con clip kế tiếp.